Bạn, hôm nay mình đi tham quan nhà vườn Sơn Hiển ở Cam Thành Bắc, Cam Lâm, Khánh Hòa. Thì đây là nhà vườn chuyên trồng xoài, ngôi vườn rất là mát mẻ. À, chúng ta hãy cùng đi tham quan nha. À, có mấy cái xích đu dễ thương quá. Wow, có hai hoa hồng nè, thích quá, trồng rất là nhiều hoa. Mình cùng đi một vòng nha. Là nhiều sữa. Cây mít tố nữ trái quá trời trái luôn. Rất là mát mẻ. Xoài đây thì còn có trồng bưởi nè. Bằng lăng, hoa bằng lăng. Ui, rất là thích luôn. Có rất là nhiều hoa loại hoa nè. Ở đây có cả hoa hồng. Và mùa này thì đã hết xoài rồi, xoài Úc đã hết mùa. Nên là đi tham quan vườn chỉ có xoài như thế này đây. Vườn xoài sạch sẽ hết. Cây rất đẹp. Là mát mẻ hết mà. Bên kia có hòn non bộ kìa. Đường được lát đá lát xi măng đi trồng hoa hai ven đường, nghe tiếng chim ríu ra ríu rít nữa, thích quá, rất là mát. À, đối với bạn đây là cái gì đây, cái gì nhỉ, cây bơ to quá luôn chưa ra trái. Đây còn có một cái hồ nuôi cá nữa nè.
trên hồ nuôi cá, nghe cái tiếng róc rách không ạ? Có nước nè, nuôi cá có võng nè để nằm nè. Ở đây là cái kênh thủy lợi rất là mát mẻ, nước để cung cấp tưới cho cả khu vườn. Wow, xoài rất là to đây. Ở đây dưới đây có nuôi cá trê, cá trầu. Xanh mướt. Bên này mà có trái nữa là nhất luôn nè. Wow, vườn thanh long dễ thương quá. Đang trồng nè. Hoa nữa rồi nè, thấy không? Hoa thanh long nè, thanh long ruột đỏ. Nó trồng mà để ra trái nè sao? Toàn bộ khu vườn đều được tráng xi măng, đường lót xi măng nên mình đi tham quan theo hồ luôn. Cây vừa ngắm hoa vừa que ven đường nữa nè. Wow, bên kia là đang đúc chậu để trồng hoa cúc đấy các bạn. Tháng 6 bắt đầu trồng hoa cúc để kịp Tết. Chống địa đỡ bằng các cây tre ha. Quá tuyệt vời ông mặt trời. Mình đang nghĩ tới lúc mà xoài trái kêu lủng lẳng thích như thế nào. Đây thì sản xuất theo hướng an toàn nên là dùng bẫy côn trùng dính ruồi đục trái nè. Màu sắc và nãy giờ mình đi cũng hơi lâu rồi đó, hơi xa rồi đó. Giờ mình quay lại ngôi nhà nha. Mát mẻ, trồng xả nè, cây cối. Wow, lá dứa nữa nè. Cái đơm cá wow. Cái giỏng buổi trưa có thể nằm đu đưa rất là mát, thích lắm luôn. Rượt nhau chạy. Mình vừa dẫn các bạn đi tham quan vườn nhà
vườn Sơn Hiển. Rất là mát mẻ đúng không? Thích nữa nè. Mong rằng khi mà lần sau thì mình sẽ dẫn các bạn đi đúng dịp xoài đang ra trái thì nó sẽ rất là thích hơn. Đến đây thì mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn lần sau.